Đã từ lâu, câu chuyện bí ẩn xoay quanh núi Ba Cô Bảo Lộc luôn là nỗi ám ảnh đối với cánh tài xế và những ai thường xuyên qua lại nơi đây. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Và vì sao câu chuyện lại thu hút sự quan tâm của nhiều người đến như vậy? Là tuyến đường độc đạo nối thành phố Hồ Chí Minh với Đà Lạt, quốc lộ 20 được biết đến là con đường khá nguy hiểm với nhiều đoạn đèo quanh co uốn lượn. Trên cung đường ấy, đoạn ngang qua đèo Bảo Lộc luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều người. Không chỉ gây khó khăn cho các bác tài bởi khúc cua tay áo hiểm trở, nơi đây còn gắn liền với câu chuyện lưu trai về ba cô gái đêm đêm đứng vẫy xa trên đèo, khiến nhiều người ngang qua cảm thấy sợ hãi. Câu chuyện bắt nguồn từ một lời đồn kể rằng trước đây có ba cô gái tên là Loan, Hòa và Thảo là người Bảo Lộc và đang học tại Sài Gòn. Vào kỳ nghỉ hè, khi ba cô trên chuyến xe về quê chạy tới khúc cua trên đèo, do tài xế chạy nhanh nên xe bị lật và rơi xuống vực tử nạn. Để tưởng nhớ ba cô gái trẻ, thân nhân của họ đã xây ba nấm mồ ngay gần vị trí xảy ra tai nạn. Một thời gian sau, một đoàn xe du lịch chạy ngang qua khúc cua này cũng bị lật xe và rơi xuống vực thẳm. Rất may, trong đoàn xe ấy vẫn còn một chàng trai và ba cô gái sống sót. Sau khi rơi xuống vực, dù rất yếu nhưng cả bốn người đều cố gắng leo lên mặt đường. Tuy nhiên, do chàng trai bị thương nặng hơn nên được ba cô gái thay phiên nhau dìu dắt kéo lên. Khi lên tới mặt đường, do đuối sức, chàng trai đã ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, chàng trai thấy mình nằm trong bệnh viện nhưng không thấy ba cô gái kia đâu. Mọi người khi được hỏi cũng cho biết chỉ nhìn thấy mỗi mình chàng nằm bên đường mà không có thêm một ai khác. Đồng thời, cảnh sát cho biết toàn bộ số người trong đoàn xe ấy đã thiệt mạng. Chàng là người duy nhất may mắn còn sống. Dựa theo miêu tả của chàng, nhiều người cho rằng ba cô gái xuất hiện trong lời kể có hình dáng giống ba sinh viên tử nạn lúc trước, cũng còn trẻ, tóc dài và đều mặc áo trắng. Càng ly kỳ hơn khi không chỉ có chàng trai kia mà nhiều tài xế xe khách cũng thường truyền tai nhau về việc họ từng chứng kiến ba cô gái mặc đồ trắng xuất hiện ở lưng chừng đèo vào đêm khuya để vẫy xe xin đi nhờ. Nhưng khi đến gần thì họ không hề thấy bóng dáng người nào, thay vào đó chỉ có tiếng gió vi vu thổi trên ngọn thông lan rộng ra xa bên bờ vực thẳm, kèm theo không gian hoang vắng, bí ẩn giữa đại ngàn mênh mông. Từ câu chuyện đó, người dân địa phương cho rằng vì chết quá trẻ nên oan hồn của ba cô gái vẫn còn vất vưởng nơi chân đèo. Với mong muốn ba cô được nhanh chóng siêu thoát trở về thế giới bên kia và cầu an cho những khách bộ hành với việc đi ngang qua đoạn đường đèo này, cư dân trong vùng đã cho xây dựng nên một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng linh hồn ba cô gái. Từ đó trở đi, tai nạn tại khúc cua này giảm hẳn và người ta không còn thấy ba cô xuất hiện nữa. Đến nay, ngôi miếu thu hút rất đông du khách dừng chân tham quan khám phá. Trong đó, nhiều người còn vỉ tai nhau không được chụp hình vì sợ mạo phạm đến ba cô gái. Và nếu có chụp cũng chỉ có màu đen xuất hiện trong khung hình. Trước câu chuyện kỳ bí này, chúng tôi đã tìm đến những người dân sống quanh đèo tìm hiểu thực hư lời đồn tồn tại nhiều năm nay. Theo bà Đặng Thị Lộc, trụ trì miếu Ba Cô, thì trước đây, tại nơi này có xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm ba cô gái trẻ đi xe hướng từ dưới Đạm Tri lên Bảo Lộc bị thiệt mạng thật. Nhưng câu chuyện ba cô gái đó vẫn thường hiện về vẫy xe đêm đêm mà nhiều người đồn thổi là không có cơ sở. Tôi ở đây đã nhiều năm, cũng có nhiều đêm thức đi loanh quanh nhưng chưa bao giờ gặp ba cô gái nào cả. Càng không gặp oan hồn người chết bao giờ. Đồng thời, theo thông tin của người trong miếu Ba Cô, thì ngôi miếu này do ông Đặng Hà và bà Nguyễn Thị Biện lập dưới thời Pháp thuộc, sau khi hai ông bà từ Bình Định lên đây tìm miền đất mới và trốn lính. Ngoài ra, ông Trần Tân, trưởng phòng văn hóa, thể thao và du lịch huyện Đạ Hoai cũng cho biết miếu Ba Cô nằm trên đèo Bảo Lộc, trực thuộc quyền quản lý của phòng, nhưng ở đây không hề có oan hồn người chết nào.
Tôi cũng là người dân địa phương, sinh sống nhiều năm ở đây nhưng chưa bao giờ gặp những oan hồn như thế. Hơn nữa, miếu bà cô là một nơi để người dân trong vùng dựng lên theo tín ngưỡng, phong tục, chứ không có phải như lời đồn. Việc tung ra những lời đồn bị đặt như vậy có thể do một số người muốn làm người khác hoảng sợ khi đi ngang qua đoạn đèo đèo nguy hiểm này mà thôi. Mặt khác, ông Tân cũng đề nghị người dân khi điều khiển phương tiện qua đây nên cẩn thận, vì đoạn đèo Bảo Lộc rất dốc, quanh co nên rất nhiều tai nạn đã xảy ra trên đèo. Với những thông tin có được, giờ đây câu chuyện bí ẩn về miếu Ba Cô Bảo Lộc dường như đã có lời giải thỏa đáng, khiến nhiều người cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi đi ngang qua đây.